Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Mê Thủ Thuật và mình là Cường đây. Thì video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể tải video TikTok phiên bản Trung Quốc mà không có cái logo, không có watermark trong cái video của các bạn. Đó thì nếu như các bạn chưa có cái ứng dụng TikTok phiên bản Trung Quốc này thì các bạn có thể xem video hướng dẫn của mình ở phía dưới phần mô tả nha. Đó. Ok, thì như thông thường thì để tải thì các bạn có thể tích chọn vào cái mũi tên nè. Ở đây, để vào mục chia sẻ. Xong rồi các bạn chỉ cần tích chọn vào cái mũi tên trỏ xuống nè để tải video về. Tuy nhiên, cái phương pháp này thì nó sẽ tải video của các bạn về nhưng mà nó có cái logo, có cái watermark ở trong này. Thì mình đã tải một vài cái video rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái logo hoặc là cái watermark thì như thế nào. Đây thì nó sẽ có cái logo này các bạn. Đó. Thì đối với những bạn nào mà làm kênh về TikTok up lên YouTube á, thì có cái logo này thì thực sự rất là phiền phức, rất là khó chịu phải không nào. Đó, thì khi các bạn xem cũng vậy. Đó thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải về nhưng mà không có cái logo này đối với TikTok phiên bản Trung Quốc nha. Thì đầu tiên trên điện thoại của các bạn cần phải có một cái ứng dụng mang tên là quản lý tập tin hoặc là quản lý file. Đó. Nếu như chưa có cái ứng dụng này thì các bạn có thể lên CH Play. Xong rồi các bạn tải cái ứng dụng này về. Các bạn chỉ cần gõ là quản lý file thì nó sẽ ra rất là nhiều cái ứng dụng cho các bạn. Rất là nhiều ứng dụng luôn, tuy nhiên các bạn nên tải cái ứng dụng đầu tiên cho mình. Đó. Khi các bạn đã có quản lý file, quản lý tập tin rồi thì các bạn mở cái ứng dụng đó lên. Xong rồi các bạn chỉ cần điều hướng theo cái đường dẫn sau. Các bạn chọn là bộ nhớ trong của máy. Các bạn vào bộ nhớ trong của máy nha. Xong rồi các bạn chọn vào thư mục Android nè. Các bạn chọn vào Data. Xong rồi trong cái phần Data này các bạn kéo xuống. Và các bạn tìm đến cái thư mục mang tên là com.ss.android.ugc. Đó, cái file này nè các bạn. Đó. Xong rồi các bạn chỉ cần vào một cache. Xong rồi các bạn chỉ cần vào một cache tiếp nè. Đó thì nó sẽ xuất hiện rất là nhiều cái file, rất là nhiều cái file ảnh. Thì đây là những cái video mà các bạn đã xem trên TikTok nè. Đó, thì để xem thì các bạn có thể tích chọn vào và chọn vào video nè để mở cái file này thuộc dạng video nha. Đó. Đó thì đây là cái video mình vừa mới xem nè. Thì bây giờ mình muốn tải về thì làm như thế nào? Đó, cái file này nha. Thì các bạn chỉ cần chọn cái file này. Chọn cái file này xong đó các bạn di chuyển hoặc là sao chép. Di chuyển nè. Các bạn di chuyển vào bộ nhớ trong của máy hoặc là ra bộ nhớ ngoài, thẻ nhớ đó các bạn. Các bạn copy ra. Đây mình sẽ dán vào cái thư mục DC Email nha. Thì đây là cái thư mục của thư viện. Mình sẽ dán vào camera nè. Mình sẽ dán vào đây. Đây, đây là cái file mình vừa mới dán nè. Và để chuyển cái file này sang dạng video luôn thì các bạn làm như sau. Các bạn cũng chọn cái video. Xong rồi các bạn click vào đổi tên. Đổi tên nè. Đó. Các bạn chỉ cần thêm cái chữ là .mp4. Đó, .mp4 nha. Click OK. OK nè. Đó, khi đó nó sẽ chuyển cái video đó cái file đó thành dạng video. Đây, mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Đó. Và hoàn toàn không có logo, không có watermark TikTok luôn. Đó, thì như vậy là các bạn có thể toàn quyền sử dụng cái video này. Các bạn có thể up lên YouTube hoặc là Facebook. OK. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn một cách để có thể tải video TikTok phiên bản Trung Quốc không có nó có cái logo về điện thoại của các bạn. Thì các bạn có thể áp dụng cái phương pháp này đối với TikTok phiên bản Việt Nam và đối với phiên bản Trung Quốc luôn. Ok, thì nếu như các bạn thấy video mình hay và hữu ích thì các bạn hãy đừng quên cho mình một like cũng như là đăng ký kênh của mình để xem nhiều video mới hàng ngày nha. Và cảm ơn các bạn đã xem video này của mình và xin chào tạm biệt các bạn.